Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, luật sư muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái câu hỏi. Bây giờ mình thỏa thuận vậy trước nha. Những cái người mà đi nộp đơn ở tòa để yêu cầu giải quyết một cái vấn đề nào đó thì mình gọi là nguyên đơn. Những cái người nào mà bị cái người nguyên đơn khởi kiện gọi là bị đơn. Và những cái người mà liên quan tới việc mua bán, liên quan tới thừa kế thì gọi là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vậy thì cái bài toán đặt ra là thỏa thuận ở tại tòa để làm gì? Thưa, thỏa thuận ở tại tòa có 3 điều xảy ra quý vị và các bạn. Nếu thỏa thuận thì mình sẽ tránh đi thời gian, sẽ tránh đi công sức, tránh đi tiền bạc của tất cả các bên. Tất cả các bên ở đây gồm có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Sáng nay tôi có tư vấn với một vị khách hàng, thì vị bảo với tôi rằng là quan điểm của tôi là sẽ lấy đạt mức độ là 90%. Tôi bảo với ông rằng là quan điểm của chú là như vậy. Tuy nhiên là luật sư thì tôi cho rằng là mình nên đạt một cái sự đồng thuận về quyền và lợi ích. Ví dụ như bây giờ mình đang khởi kiện một cái ai đó tại ở nhà, thì bây giờ những cái chi phí mà cái nhà đó rất là lớn, thì bây giờ để mà thỏa thuận tôi có thể lấy được 50% của căn nhà, tôi lấy 60% của căn nhà, tôi lấy 70% của căn nhà, thì nó cũng đạt được một cái mục đích. Chứ chỉ bằng không là bây giờ mình đi tới cuối cùng một cái câu chuyện thì cuối cùng là nó sẽ mất đi thời gian, công sức và tiền bạc. Tôi sẽ điển hình cho quý vị và các bạn hai cái trường hợp mà thời gian mất đi, thời gian, công sức và tiền bạc nha. Và từng cái ví dụ điển hình thì tôi sẽ nói là một trường hợp thực tế ở tại mà tôi đang tiếp tục thụ lý. Một vụ việc thì cũng đã xong rồi, còn một vụ việc thì đang còn tiếp tục mà không biết tới chừng mức độ nào. Tôi nói về cái công việc đã xong. Thì tôi nhận cái vai trò nguyên đơn trong cái vụ ly hôn và tranh chấp tài sản sau khi ly hôn. Thì các bên thỏa thuận, quý vị biết rồi, có 3 mối quan hệ. Thứ nhất là hôn nhân, thứ hai là con chung và tài sản chung. Thì về ly hôn thì họ đã chấp nhận. Tuy nhiên về tài sản chung thì một cái sự gọi là thỏa thuận không thành công. Thì có thể nói rằng là một lần, hai lần, ba lần không được. Tới lần thứ năm. Thì lần thứ năm thì là như thế này quý vị và các bạn. Tôi là luật sư mà tôi có tham gia với vai trò bị đơn, yêu cầu chia tài sản chung vợ chồng. Thì tài sản chung vợ chồng của họ bao gồm có một cái căn nhà trên cái phần đất. Tôi không nhớ chính xác nữa, nhưng mà hình như là cái nhà đó thì nó là trên cái phần đất là 12 mét đi. Thì còn lại cái 18 mét là đất trống. Thì các bên thỏa thuận rằng là ông lấy cái nhà thì bà lấy đất, và các bên không phải thanh toán cho nhau. Thỏa thuận rất là thoải mái như vậy rồi. Thì luật sư cũng chủ quan. Thế là luật sư đi ra ngoài, trong khi chờ tòa án mà viết lại cái biên bản hòa giải thành, thì ở ngoài luật sư đi công việc khác. Tại vì trong tòa thì có rất là nhiều việc, thì luật sư đi một cái vụ việc khác, và dẫn tới hai vợ chồng cãi nhau. Và cái việc cãi nhau dẫn đến là không đồng ý cái cách phân chia. Ông thì cho rằng là như vậy cho bà nhiều, bà thì cho rằng ông lấy nhiều, ông lấy cả cái tài sản. Và thế là hai bên không ai nhường ai. Kể từ khi tôi nộp đơn đến thời điểm mà các bên đáng lẽ ra là ban hành, tòa sẽ ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận, thì nó vào khoảng chừng 8 tháng thôi. Tuy nhiên rằng sau cái vụ mà chiến tranh bất phân thắng bại giữa vợ và chồng đó, thì cả hai đều kéo lên tòa. Và sau khi xử sơ thẩm, tòa án đã ban hành cái quyết định đưa vụ án ra xét xử, vẫn không thành công nha quý vị. Và kháng cáo lên trên, và bản án phúc thẩm, tôi nói quý vị và các bạn, bản án phúc thẩm cũng đã tuyên
chia cho mỗi người. Thật ra thì cái về mặt cái cơ sở pháp lý thì thật ra cái đây là tài sản chung vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, thì trên nguyên tắc là mỗi người được một nửa. Chỉ có cái khác là nếu mà thỏa thuận thì tòa án đỡ vất vả chia tính ăn phí, đỡ vất vả cái những cái phần khác thôi. Và cuối cùng cũng ghi nhận nội dung nôm na, nó cũng trên dưới non hay già hơn một nửa tài sản chung mà thôi. Thì như vậy luật sư đã gần như đi hoàn tất từ giai đoạn sơ thẩm đến phúc thẩm, mà thậm chí Thu nói với quý vị và các bạn là đến cái giai đoạn thi hành án, ông chồng ông không chịu buông. Ông bảo rằng thôi thì bây giờ tài sản này có nguồn gốc từ ba mẹ tôi để lại, mà tôi với bà thì tạo lập có cái nhà, thôi vì bà thích thì bà đập đi. Đố quý vị và các bạn có đập không? Không ạ. Tòa sẽ định giá quyền sử dụng đất, tòa sẽ định giá cái căn nhà, và sau đó sẽ chia trên công sức, chia vào tài sản chung vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Và thấy không quý vị và các bạn, ba điều tiêu chí. Thứ nhất là thời gian. Nếu tính toàn bộ một cái quá trình mà từ lúc khởi kiện đến lúc thi hành án thì khoảng 3 năm. Vì thỏa thuận không được mà thi hành án thì cũng rất là khó khăn, 3 năm. Thì cái giai đoạn mà thương lượng thì nếu mà các ông các bà đó đã đi được thì chỉ có 8 tháng mà thôi. Công sức, khỏi nói quý vị và các bạn biết rồi, nếu như trong trường hợp các bạn dừng lại ở một phiên tòa quyết định công nhận sự thỏa thuận thì cái chi phí của luật sư, cái chi phí cái thời gian và cái chi phí đi lại, cũng như đóng tiền tạm ứng án phí, cũng như án phí. Nếu trong trường hợp các bên thỏa thuận rút đơn thì không có đóng án phí. Nếu các bên thỏa thuận mà công nhận sự thỏa thuận thì đóng 50% án phí. Còn trong cái vụ việc mà tôi vừa mới điển hình cho quý vị và các bạn đó là đóng tới 100% án phí. Mà các bạn biết không, riêng đặc biệt về cái tranh chấp tài sản chung vợ chồng đóng phí án phí cao lắm, 50 mấy triệu, tôi còn nhớ chính xác 52 triệu. Con số nó không nhỏ chút nào đối với những cái cặp vợ chồng ở vùng quê. Và cái thứ ba là tiền bạc. Thì vừa nói rồi, thời gian, công sức và tiền bạc. Khỏi nói quý vị cũng đã biết rồi, thời gian, công sức và tiền bạc. Thêm một cái ví dụ thứ hai cho quý vị và các bạn. Tôi có yêu cầu chia thừa kế nhà và đất để lại. Thì bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên không có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác yêu cầu khởi kiện chia thừa kế. Và tại cái phiên tòa phúc thẩm thì ở giai đoạn này tôi mới được tham gia. Thì thưa quý vị và các bạn là tôi có những cái kỹ năng nghề để hủy lại và cho rằng đối với cái hồ sơ này là bản chất là phải chia thừa kế. Còn cái kỹ năng như thế nào thì trong mỗi cái hồ sơ thì luật sư sẽ nghiên cứu cộng với cái tâm, cái năng lực của cái nghề để giúp. Vì đơn giản thôi quý vị và các bạn, một cái điều công bằng, tài sản là do ba mẹ tạo lập. Mà ba mẹ thì ba mẹ để chung ra hết tất cả anh chị em, chứ không phải để có một người. Thì thôi, rồi sau khi sơ thẩm, sau khi phúc thẩm thì hòa giải về. Tôi lấy đúng con số đó cho quý vị và các bạn. Thì các đồng nguyên đơn bảo rằng thôi thì bây giờ cái nhà đó sẽ để lại cho nguyên đơn, và nguyên đơn thối lại cái phần giá trị cho bị đơn là 360 triệu. Xin phép ai đó coi cái video này là hồ sơ của mình thì cũng xin lỗi, vì tôi không hài danh hài tánh và tôi cũng muốn đi vào đúng cái bản chất chân thật nhất mà văn phòng luật sư có được. Bên nguyên đơn yêu cầu và được thối lại là 360 triệu. Thì thật sự ra là bị đơn đồng ý với con số đó. Thì thật ra ban đầu thì nó không phải là con số đó. Tuy nhiên rằng là nó lên từ 200, lên này từ 500, 800 xuống và gần nhau, tiệm cận lại quý vị và các bạn, chuẩn bị tới một con số.
Thì giữa con số 350 triệu thì bên bị đơn họ đồng ý nhận con số 360 triệu và bên nguyên đơn họ chỉ đồng ý là 350 triệu. Thôi 350 triệu. Và hai bên chỉ vì một cái nhỏ nhỏ thôi. Bên nguyên đơn cuối cùng chốt lại một câu là tao cho mày 10 triệu. Bên bị đơn nói ủa cái gì đâu cho, tôi đọc anh đồng ý anh thối lại thì cái này là của tôi mà, tiền này là tiền của tôi, không có việc gì với anh phải nói là cho. Quý vị và các bạn thấy không? Chỉ canh nhau có vẫn đồng ý với con số là 360 triệu mà 360 triệu này là đáng lẽ là xong rồi, chỉ vì ghét nhau một tiếng gái. Và hồ sơ kéo dài thêm 2 năm nữa, cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả bằng một cái bản án. Đau quý vị và các bạn. Qua cái video này thì tôi thấy, qua cái ví dụ này thì quý vị và các bạn thấy rồi, nếu trong trường hợp các bên nguyên đơn không vì một cái tiếng nói chung của nguyên đơn và bị đơn thì chắc chắn là thời gian anh không có kéo dài nữa. Và thậm chí là không sức anh để không bỏ ra để anh đi kiện. Chắc chắn là việc nguyên đơn đi kiện sẽ có phần đó, nhưng mà không biết tới chừng nào. Hỏi luật sư cũng không biết, tòa xử cho luật sư đâu có biết đâu. Tiền bạc, chi phí cho một cái vụ ở cấp sơ thẩm, chi phí cho một vụ ở cấp phúc thẩm, rồi quay lại sơ thẩm nữa. Thì quý vị và các bạn biết, việc thời gian, công sức và tiền bạc nó sẽ càng ngày càng chất cao đến mức độ nào. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi muốn làm một cái thỏa thuận để báo cáo cho khách hàng tôi rằng, các anh chị, nếu trong trường hợp nhờ đến văn phòng luật sư, trong một cái chuẩn mực đạo đức, trong một cái sự công bằng, thì hãy lấy đó làm thước đo. Vì các bạn biết không, trong kinh doanh chúng ta cũng có một cái bài toán đạo đức kinh doanh. Trong cái nghề luật sư thì cũng có cái nghiệp, cái tâm. Và tôi trong những cái vấn đề về công bằng tương đối thì tôi vẫn có những cái thông điệp. Khi tôi nhận một cái vai trò nguyên đơn, tôi cũng chẳng đẩy ai ra trong trường hợp mất nhà mất cửa. Khi tôi nhận ở vai trò bị đơn, tôi cũng cố gắng để có một cái chút gì, chứ không thể nào mà cứ căng theo quy định của pháp luật. Mà dân nhà luật của tôi có một cái câu là thấu tình đạt lý. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ nói dông dài, quý vị và các bạn sẽ chán, cho nên rất cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin lặp lại một thông điệp chính: thỏa thuận để chúng ta đạt đến một con số mang tính chất ước lượng và chúng ta cảm thấy vừa đủ là vừa đủ. Và thỏa thuận này chúng ta không mất đi tình cảm gia đình, bạn bè, người thân, và chúng ta tránh mất thời gian, công sức và tiền bạc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.